con đường ngày ngày đến lớp, lá rơi nhẹ nhẹ bên những hè phố. Có ai với cả tấm lòng đi trên con đường có những lá rơi, cho em muôn ngàn yêu thương, cho em bài học quê hương. Thầy mang cho em thêm tiếng hát, tuổi thơ đẹp những ước vọng. Hàng cây xanh thắm nhìn lá rơi nhẹ bay, vương trên tóc ai với bước chân thầm lặng bên phố. Khi nắng hồng trở lại bên em, khi nắng vàng dịu dịu trải xuống, thầy mang cho em ước vọng đi trên con đường có những lá rơi. Hàng cây xanh thắm giáo dục nổi tiếng của Việt Nam. Ông là vầng mặt trời tư tưởng rực rỡ, tỏa sáng giữa những biến động của thời đại. Ông sinh ra trên thế gian này như một làn mây trắng, như tên một am mây ông ở lúc sinh thời, Bạch Vân Am, như tên một tập thơ nổi tiếng của ông,
Bạch Vân thi tập, như lời điếu mà học trò ông khi ông qua đời. Người há những là mây, người như bóng mây thu, người há những là sông, người là dải ngân hà. Tương truyền rằng người ấy thuở mới thôi nôi đã có câu nói đầu đời, bài thơ Vịnh Mặt Trời, Đông Phương Hồng Nhật Xuất. Chính ông cũng là một vừng mặt trời mọc ở phương đông rạng rỡ. Trang trình Nguyễn Bình Khiêm là người Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là danh nhân văn hóa lớn trong lịch sử Việt Nam, được ngàn đời ngưỡng vọng. Nơi đã sinh ra Trạng Trình là miền địa linh nhân kiệt. Khí đất mạnh làm nên ruộng đồng tươi tốt, với huyết mạch là sông ngòi đổ ra cửa Thái Bình. Dòng Hàn Giang chảy qua làng Trung Am hiền hòa, mà sông sâu nước lạnh, khí âm hội tụ. Nguyễn Bình Khiêm đặt cho sông cái tên rất đẹp, Tuyết Giang, sông lạnh như tuyết. Đứng ở bên này, nhìn ra cửa bể Đồ Sơn, thấy nguồn nước bao la hùng tráng, buôn lưu đáo hải bất phục hồi, chảy xuôi ra biển chẳng quay về. Nhìn lên trời cao thấy mây trắng bay về vô tận, như một hội tụ thiêng liêng của sông, biển, ruộng, vườn, đồng bằng châu thổ, làm nên tâm hồn Nguyễn Bình Khiêm, tâm hồn trong sáng, cao quý của người Việt ngàn xưa. Để trở thành thiên tài, con người không thể không sinh ra từ lòng mẹ, trở nên một thánh nhân, có cái nhìn xa của một bậc hiền triết, đoán định được việc đời, mấy ai không được nuôi lớn từ một hồn quê. 500 năm về trước, trong làng Trung Am có một ngôi nhà danh năm gian, giữa một thửa vườn yên tĩnh xanh tươi, có thầy giám sinh họ Nguyễn, tên Văn Định, và vợ là Nhữ Thị Thục. Ông Văn Định là con một nhà nho có tiếng trong làng, sau này được nhà Mạc truy tặng chức Thái Bảo Nghiêm quận công. Còn bà Thục là con gái của thượng thư Nhữ Văn Lan, được truy tặng Tử Thục phu nhân. Đứng trước mả nghè, nơi vùng đất thiêng quê ngoại Trạng Trình, thôn Nam Từ, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, ngoại thành Hải Phòng, người đời không quên nhắc đến Tử Thục phu nhân, người phụ nữ có nhiều hoài bão, và thượng thư Nhữ Văn Lan, người ông ngoại đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự nghiệp Nguyễn Bình Khiêm sau này. Nguyễn Bình Khiêm sinh ra vào thời Thịnh Trị, nguyên khí quốc gia hùng tráng, mạnh mẽ nên tài năng sớm nở, thông minh, đĩnh độ khác thường. Nguyễn Bình Khiêm sinh vào năm Tân Hợi, năm 1491, năm Hồng Đức thứ 21, triều Lê Thánh Tông. Đó là thời Thái Bình vua sáng, tôi hiền. Thuở thơ ấu, nhiều gian khổ phải theo mẹ ở chùa vì những nghiệt ngã trốn cung đình, nên khi làm vua Lê Thánh Tông có cái đức của người quân vương hiền tài, có tấm lòng cảm thông với cái đói, cái rét của chốn cùng dân. Lê Thánh Tông còn là một ông vua tài hoa, là chủ soái hội Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, gồm 28 ông tiến sĩ giỏi thơ văn nhất nước. Thời thơ ấu, Nguyễn Bình Khiêm trôi qua giữa những cảnh sắc tươi đẹp của một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, được nở rộ vào thời Thịnh Trị. Tinh hoa văn hóa đất nước, nguyên khí quốc gia hùng tráng đã tỏa sáng tâm hồn ông, hun đúc một tài năng siêu việt. Tương truyền, Tử Thục phu nhân là người giỏi về văn chương lý số. Ngay từ khi Nguyễn Bình Khiêm cất tiếng chào đời, thấy con mình có tướng mạo khác thường, bà đã dốc lòng dạy con theo cách riêng của mình. Năm lên 4 tuổi, Nguyễn Bình Khiêm đã được bà dạy học thuộc lòng các bài chính của kinh sách cùng với những vần thơ nôm. Ông cũng đã trưởng thành trong sự ảnh hưởng rất sâu nặng của vùng đất giàu truyền thống văn hóa và trong sự giáo dục của ông ngoại là tiến sĩ Nhữ Văn Lan. Ông đỗ đồng tiến sĩ khoa Quý Mùi, niên hiệu Quang Thuận thứ tư, năm 1463, đời Lê Thánh Tông, cùng khóa với Tam Khôi,
Lương Thế Vinh, Nguyễn Đức Chinh, Quách Đình Bảo. Giữa lúc cậu bé Nguyễn Bình Khiêm đang nổi tiếng về trí tuệ khác thường, thì Từ Thục phu nhân bỏ đi bởi sự bất đồng trong cách dạy dỗ con cái với cha ông. Nguyễn Bình Khiêm phải chịu thiệt thòi vì không còn mẹ để kèm cặp. Cha ông trong hoàn cảnh khó khăn đã gửi ông sang theo học sư cụ ở chùa Mét Cổ Am. Tại ngôi chùa làng bên này, cậu bé Văn Đạt có dịp làm quen với các bạn mới như Bùi Công, tức Bùi Ngu Dân, một thần đồng 7 tuổi, bậc quốc sư thiên hạ sau này, và Cống Đàm, sau thành lãnh tụ khởi nghĩa nông dân. Chính con chữ Thánh Hiền hấp thụ ở cửa Tử Bi đã phần nào phả vào tâm hồn ông một nét yêu buồn từ thuở ấy. Khi Nguyễn Bình Khiêm ở vào tuổi trưởng thành, thì nhà Lê cũng bắt đầu vào giai đoạn cực kỳ suy yếu. Dưới thời vua Lê Huy Mục năm 1505, năm 1509. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, sử gia Ngô Sĩ Liên đã viết: nhà vua thích uống rượu, hay giết người, hiếu sắc, làm sai, giết hại người tôn thất, giết ngầm tử mẫu, họ ngoại chuyên quyền, chăm họ oán giận, người đời gọi là vua quỷ. Điểm loạn hiện ra từ đấy. Tiếp đó lại là triều vua Lê Tương Dực, dân gọi là vua lợn. Chính vị vua này đã sai Vũ Như Tô xây cửu trùng đài làm cánh kẹt tiền của và sức dân. Thời hậu Lê rất nhiều nơi khổ đau tăm tối, nên lòng dân lắm đau thương oán hận trăm chiều. Bên dòng sông Am Bạch vẫn có một mình đứng, bao tài năng vang lừng danh nghìn năm hiếm thấy vì nước Thủy Chung. Triều đình xưa nhóm lộng quan chủ trương gian trá, mong lợi riêng quá tham lam khắc nghiệt dân lành. Tâm chẳng yên xin nhà vua xử bọn tham ác, nhưng buồn thay không thành công người xin cáo quan sông tuyết an cư. Nguyễn Bình Khiêm về quê sinh sống kinh cư sớm chiều, dòng tuyết giang mãi cuốn trôi ánh trăng khuya vẫn treo đầu nhau. Từng ngày qua lòng tràn dâng niềm đau xót nhân dân lầm than, từng án thơ người chém trong bạch vân gia huấn truyền đến mai sau. Nguyễn Bình Khiêm từng đem công sức chung hưng nước nhà, lòng sắt son người viết ra sấm tiên tri đến nay còn lưu. Một ngày kia khi được hỏi, người đã dũng hướng cho Nguyễn Hoàng tạo nghiệp lớn với câu quyền hoành sơn nhật đai vạn đại dung thân. Triều đình xưa nhóm lộng quan chủ trương gian trá, mong lợi riêng quá tham lam khắc nghiệt dân lành. Tâm chẳng yên xin nhà vua xử bọn tham ác, nhưng buồn thay không thành công người xin cáo quan sông tuyết an cư. Nguyễn Bình Khiêm về quê sinh sống kinh cư sớm chiều, dòng tuyết giang mãi cuốn trôi ánh trăng khuya vẫn treo đầu nhau.
ngày qua lòng tràn dâng niềm đau xót nhân dân lầm than. Từng án thơ người chép trong bạch vân gia huấn truyền đến mai sau. Nguyễn Bình Khiêm từng đem công sức chung hưng nước nhà, lòng sắt son người viết ra sấm tiên tri đến nay còn lưu. Một ngày kia khi được hỏi người đã dũng hướng cho Nguyễn Hoàng tạo nghiệp lớn với câu quyền hoành sơn nhật đai vạn đại dung thân. Bên dòng sông tháng ngày trôi thảo kinh biên sách đem tình thương viết nên thơ kết lòng dựng đời. Ám bạch vân bao học sinh bái sư tôn kính lưu truyền muôn nơi biệt danh tuyết giang phu tứ tràng trình Nguyễn Bình Khiêm. Bao đời sau nước Việt ta mở mang tâm trí ghi vào tâm đấng cao mình đến tận muôn đời. Bao vần thơ dâng trời nam tình thương cao ngất không hề quên danh người xưa bạch vân cư sĩ tài đức. Trở lại dòng sông cũ, bến đò xưa, bỏ lại đằng sau mũ áo khăn trầu, ông trở lại lý học làm tuyết giang phu tử với nỗi yêu đời canh cánh khôn nguôi. Khác với nhiều chí sĩ ở ẩn là bế tắc, quay lưng với thời cuộc, vô vi lánh đời, tuyết giang phu tử trọng chữ nhàn mà vẫn đứng trong sự chuyển dịch, vận động của thế sự thời cuộc. Con người trí thức lỗi lạc ấy trong mọi trường hợp vẫn tìm khả năng đóng góp trí tuệ cho đời. Mùa thu năm Nhâm Dần năm 1542, nhân cùng các cụ trong làng ra chơi vãn cảnh ở bến sông. Ông đã cho dựng quán để khách bộ hành nghỉ chân, đặt tên là quán Trung Tân. Trung là ngay giữa, không lệch bên nào, do đó giữ được điều thiện. Còn Tân là bến, bến về đúng chỗ là bến ngay, lầm chỗ là bến mê, nghĩa gốc của quán là vậy. Lo cho giường cột xã tắc, cho nguyên khí quốc gia, ông mở trường dạy học ở Am Bạch Vân. Học trò theo học có đến hàng ngàn, có nhiều người đỗ đạt trở thành những danh sĩ, công thần nổi tiếng như Trạng Bùng, Phùng Khắc Khoan, Lương Hữu Khánh, Nguyễn Dữ. Cũng chính ở đây, nơi Am Bạch Vân mây trắng, đã gợi hứng bao thi ca sấm ký để đời. Khí âm qua, khí dương lại đến, lẽ tuần hoàn đi hết, lại quay về là lẽ thường. Với Bạch Vân Am và Bạch Vân Quốc Ngữ Thi, ông xứng danh là nhà thơ lớn của dân tộc. Tâm hồn ông là cung đàn âm vang mãi những giai điệu Việt Nam. Nguyễn Bình Khiêm là một trong số những danh nhân văn hóa nổi tiếng nhất nước ta mà tên tuổi gắn liền với những huyền thoại về khả năng dự đoán tương lai. Khi đã về ở ẩn, vận nước đứng trước nguy cơ nổ ra cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nên khi các tập đoàn phong kiến tới hỏi kế sách, ông đều hướng họ vào thế ôn hòa để giữ yên cho ba họ. Năm 1568, Nguyễn Hoàng lo cho số phận, ngầm cho người đến hỏi trạng trình kế an thân.
nhìn đàn kiến bò trên hòn Giả Sơn, Trạng Trình nói với sứ giả: Hoành Sơn nhất đái khả dĩ dung thân, một dải Hoành Sơn có thể lập nghiệp. Vì vậy, Nguyễn Hoàng đã xin Trịnh Kiểm được vào trấn thủ Thuận Hóa để lánh thân. Trong hoàn cảnh ấy, Nguyễn Bình Khiêm vẫn có được một tài năng trác tuyệt cũng bởi duyên may. Ông gặp được người thầy học nổi tiếng là cụ Bản Nhãn, Lương Đắc Bằng, quê ở Hội Trào, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lương Đắc Bằng, một trí tuệ uyên thâm, một tấm lòng yêu nước thương dân sâu sắc. Ông cũng là thầy dạy của nhiều ông trạng cùng thời với Nguyễn Bình Khiêm. Trong căn nhà năm gian cổ kính làm trường dạy học, những lúc thư nhàn, thầy trò thường ngồi đàm luận. Từ những buổi hầu chuyện thầy, Nguyễn Bình Khiêm hiểu thêm nhiều lẽ sâu sắc ở đời mà sách vở thường không nhắc đến. Cụ Bảng Lương Đắc Bằng, người tinh thông dịch lý, thấy Nguyễn Bình Khiêm là người có tư chất thông minh, có thiên năng về dịch lý. Bảng Nhãn Lương Đắc Bằng đã đem những kiến thức tinh túy sâu sắc của bộ kinh dịch và thái ất thần kinh truyền lại cho học trò. Ông ân cần căn dặn, học sách nào, dù có là kinh dịch hay thái ất thần kinh, cũng phải có đầu óc tỉnh táo biết suy nghiệm những điều sai đúng. Vì sách cũng do người làm ra, như Mạnh Tử thường nói, tận tín thư, tắc bất như vô thư. Tin tuyệt đối vào sách thì thà rằng không có sách. Về huyện Nghi Dương, làng Cổ Trai, nay thuộc Kiến Thụy, Hải Phòng, thăm đền thờ Mạc Đăng Dung và những dấu tích của Dương Kinh xưa, càng trân trọng tài năng trí dũng hơn người của Mạc Đăng Dung, người dân đánh cá Nghi Dương, Hải Phòng, lên làm hoàng đế, lập ra triều Mạc. Trong ngôi chùa Trà Phương có bức tượng đá của Mạc Đăng Dung, vóc dáng đường bệ, kiên nghị. Mũ trên đầu có hình chim nhạn, như tính cách và ý tưởng luôn vượt ra ngoài vòng kiêm tỏa của ông vua mà đầu triều Mạc. Ngồi đá tan rồi chia tay bên dòng sông, chiếc nón quai đao xôn xao câu quan họ. Đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé, con đó bồng bềnh nhớ nhau gọi câu mình ơi. Người ơi, trăng rằm hồi quê tôi, trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước, bồng bềnh trăng soi hồi đã tan rồi ngồi tựa.
đồng xanh núi mang màu đá xám, coi nắng xuân về đợi mùa thu trăng lên. Như người mẹ hiền dài nắng dầm sương, ôm ấp trong lòng những người con quê hương. Những cô gái dân quân tựa mình bên vách đá, lưng chừng trời ngắm bắn máy bay rơi, chiến tranh đi qua. Tiến vẫn đợi núi xanh kia là nơi tiên hội, tôi xin hát về người huyền thoại núi voi ơi. Đứng giữa trời xanh núi trông về bốn hướng, nhìn nước sông vàng giữa đồng quê mênh mông. Đêm lăng phù sa lưu luyến đôi bờ chuyến phà đến Quang Thanh, nhìn lên núi cao cao cây đèn rạng đứng đó, đêm mịt mùng soi theo bước quân đi, lắng nghe đâu đây lời thề xưa. Trên đất mẹ ta chưa về cùng với núi voi, tôi xin hát dâng người tình yêu quê. Đồng xanh núi mang màu đá xám, coi nắng xuân về đợi mùa thu trăng lên. Như người mẹ hiền dài nắng dầm sương, ôm ấp trong lòng những người con quê hương. Những cô gái dân quân tựa mình bên vách đá, lưng chừng trời ngắm bắn máy bay rơi, chiến tranh đi qua. Bão tố đi qua, trên đỉnh núi bàn cờ tiến vẫn đợi, núi xanh kia là nơi tiên hội, tôi xin hát về người huyền thoại núi voi ơi. Đứng giữa trời xanh núi trông về bốn hướng, nhìn nước sông vàng giữa đồng quê mênh mông. Đêm ngày lặng thầm gan lăng phù sa lưu luyến đôi bờ chuyến phà đến Quang Thanh, nhìn lên núi cao cao cây đèn rạng đứng đó, đêm mịt mùng soi theo bước quân đi, lắng nghe đâu đây lời thề xưa âm vang. Chưa đuổi hết giặc thù trên đất mẹ, ta chưa về cùng với núi voi, tôi xin hát dâng người tình yêu quê.
di tích núi Voi, danh thắng nổi tiếng của huyện An Lão nằm giữa vùng đồng bằng Phì Nhiêu, được ôm ấp bởi hai con sông Hiền Hòa, Lạch Chay và Đa Độ. Không chỉ có những vách đá chênh vênh ngàn năm rêu phủ, những hang động lớn giữ được nét nguyên sơ huyền bí, vùng đất núi Voi còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa qua các thời đại. Vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên tạo hóa cùng sức sống mãnh liệt của các giá trị lịch sử, văn hóa ở mảnh đất này luôn có sức lôi cuốn lạ kỳ với bước chân du khách. Đường lên núi Voi quanh co theo những bậc đá. Hai bên đường cỏ cây đua chen sự sống trong những vách đá xám treo leo. Đi giữa không gian bao la của núi non mây trời, ngắm nhìn làng quê ruộng đồng từ trên cao như một tấm thảm đầy màu sắc, những trải nghiệm đó sẽ thực sự mang lại cho du khách cảm giác yên bình mà sâu lắng. Đến với núi Voi, du khách luôn bị hấp dẫn bởi các hang động nguyên sơ kỳ bí như hang Họng Voi, hang Già Vị, hang Chiêng, hang Trống, hang Cá Chép. Mỗi một hang động ở núi Voi lại mang trong mình một câu chuyện, một điển tích riêng. Lôi cuốn du khách nhất có lẽ là hang Họng Voi. Vào ngay cửa hang, du khách sẽ bắt gặp chùa trong hang. Đi trong hang sâu thoang thoảng mùi hương trầm, lần hồi khám phá những điển tích, những điều kỳ diệu của thiên nhiên, bước chân du khách như muốn chậm lại. Tại hang động này, các nhà khảo cổ đã khai quật được những công cụ đồ đá, đồ đồng và đồ sắt của người cổ núi Voi cách chúng ta chừng 3.000 năm. Chính vì thế danh thắng núi Voi còn là di chỉ khảo cổ quan trọng, là hành lang giao lưu văn hóa cổ giữa lục địa và vùng ven biển Bắc Bộ, góp phần tạo tác nên nền văn minh sông Hồng nổi tiếng. Hang Họng Voi hấp dẫn du khách không chỉ bởi những câu chuyện lịch sử mà còn bởi sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tạo hóa đã ban tặng cho hang những tác phẩm điêu khắc và hội họa độc đáo với thạch nhũ buông rủ mơ màng và sống động. Ngắm nhìn thạch nhũ trong hang, du khách có cảm giác như ngỡ ngàng bắt gặp một bàn tay kỳ diệu nào đó đã để lại dấu ấn tuyệt tác cho đời. Càng vào sâu trong hang, du khách sẽ bắt gặp thêm nhiều điều kỳ bí của tạo hóa và bị lôi cuốn bởi những huyền thoại về giếng tiên, cổng trời. Những tác phẩm điêu khắc hội họa của thiên nhiên như hồ phục, sông bay, phượng búa, cá chép thượng trăng lơ lửng trên vòm cao hang động, vừa thực lại vừa mơ. Thạch nhũ tạo nên bầu sữa mẹ căng tròn, quanh năm nhỏ giọt thánh thót, khiến du khách nào cũng muốn được nâng hai bàn tay, hứng vài giọt, thoa lên mặt, nhấp trên môi để tận hưởng cái mát mẻ tinh khiết và mang theo cái may mắn tốt lành khi trở về. Hoa trái quê mình chiếu cánh đầm hương, hơi ấm đất lạnh vẫy gọi mùa chim, tiếng hát âm tình ấm lòng người đi. Trái quê mình đi vào câu ca, từ thuở xa xưa truyền đến bây giờ. Chả chi lai khoái tiên hội, phù sa đắp bồi đến bãi Ninh Đồng. Đâu chỉ có những hang động huyền bí hấp dẫn đến lạ kỳ, quần thể di tích núi Voi còn có những ngôi đền, ngôi chùa nổi tiếng về danh thắng và sự linh thiêng như đền thờ Nữ Tướng Lê Chân nằm giữa thung lũng ngàn ngát hương đồng gió thổi. Núi Voi đã trở thành điểm du lịch thu hút khách vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Đặc biệt, vào dịp lễ hội rằm tháng Giêng, đến với khu di tích núi Voi, chúng ta còn có cơ hội được trải nghiệm hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm nét đặc biệt dân gian truyền thống của cư dân An Lão Hải Phòng. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn quan tâm có thể theo dõi lại trên trang web du lịch hải phòng.gov.vn.
qua sân trường.